chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Kudo Family. Nhà mình là Ý nha mọi người. Giờ này mọi người chồng em đang ở trong nhà coffee, mọi người có thay chồng em được nghỉ một ngày nha. Thì em mới nãy được một cái màn cho anh, hôm nay em sẽ cho anh chồng em tiếp nha mọi người, để thử coi cái phản ứng của chồng em như thế nào khi thấy em bị đây là mọi người, đây là cái tô nước bình thường thôi nha. Thì hồi nãy em có lấy miếng hành đó mọi người, em chép vô hai bên trắng tay của em rồi mọi người. Rồi giờ em sẽ lấy nước này nè, em chép vào hai bên cái nắp của em cho chồng em tưởng đâu là em bị đổ một hôi nắp vậy đó mọi người. Còn phản ứng của chồng em như thế nào khi thấy em bị đổ một hôi nắp vậy, em tưởng là em bị đổ một hôi nắp vậy nha mọi người. Thì các bạn sao thấy như thế nào mọi người đón xem nha. Anh ơi, giá sữa thì em cục Bluetooth rồi anh. Anh ơi, anh ơi, cục Bluetooth nó bị hư nè, giá sữa thì mới. Chồng, giá sữa thì cục Bluetooth rồi chồng. Ra liền nha. Nó làm kêu chồng nha. Sao cái gì? Nè, cục Bluetooth. Nó đây đấy. Còn nè, ở đâu hả? Anh coi lại đi. Trời ơi. Trời ơi. Thôi, từ. Chào mọi chúc rồi em. Vậy xích qua rồi. Anh làm gì có đuổi em vậy? Sáng giờ tắm chưa? Chưa. Vô tắm đi. Làm gì vô tắm? Anh nói vô tắm đi. Có kỳ vậy trời, cỡ em tắm không tắm gì cỡ em chịu em tắm. Trời ơi, giờ này em bé ta chịu chứ anh bỏ trốn khỏi nhà luôn quá. Mày bị cái gì mà anh bỏ trốn? Nói ra quá. Ký anh xàm quá. Nói ra kỳ lắm. Kỳ gì? Vợ chồng với nhau có đầu kỳ. Thôi nói làm gì, về vô giờ tắm đi. Tắm gì trời, anh sửa giùm em cục Bluetooth chưa? Có hư cái gì đâu sửa. Vô tắm đi. Cái gì vậy trời, tắm không tắm gì kệ em chịu. Em chưa tắm em cỏ vô, mới đi vô tắm đi, mấy giờ em kệ vô tắm đi. Đấy em nói chiều với tắm, bây giờ này lạnh mà tắm cái gì. Anh làm gì thôi, anh xua đuổi em ngoài vậy. Nói không được, cái mùi kỳ lắm. Mùi gì? Ồ, mình vô tắm đi, chạy sao cứ nó hoài trời. Vô tắm đi chị hai ơi. Đi nè, vô nhà dẫn vô nhà tắm nè đi. Anh làm gì vậy? Bữa nay làm gì vậy? Tự nhiên làm kêu đi tắm hoài trời. Hả? Dữ lắm, ngồi vô tắm đi. Em làm gì anh đâu, anh kêu đi tắm. Ở giờ như bao ngày chưa tắm cái gì á, vô tắm đi. Đi bao ngày. Sao mà nó... không hết tắm đó là sao? Ờ, giờ dữ vậy? Ừ. Quắc luôn á. Đi vô tắm đi em. Nó nói không. Đi vô tắm đi, anh chạy xuống chợ anh đi mua đồ cho nè. Mệt quá, anh kỳ thị tôi nè. Kỳ thị cái gì, đi xuống vô trong tắm đi, anh chạy xuống chợ anh đi mua hũ hàng chua cho về sức nè. Cái gì vậy trời? Đi vô chua có công dụng đi. Gì? Đi vô tắm mẹ đi chị hai ơi. Tôi hỏi hàng chua có công dụng gì mà anh mà mua. Em không biết, đi ngủ với em luôn hả? Rồi đi tắm em ơi. Nó nói không. Không hết tắm. Trời ơi, anh ở trong nhà anh thử cái lượng em ra đường người ta chắc người ta cự em biết chết luôn á. Ai cự vậy, có bị gì đâu cự tôi, có mình anh á. Mùi gì nó hôi dữ lắm. Mùi gì? Mùi hôi đó người ta nói ra không được mà cứ sao cứ ngộ quá trời luôn trời. Mấy vợ chồng bắt anh nói thẳng cái gì. Mà giờ không hết tắm.
Trời ơi, viết lại mãi giờ vậy luôn hả trời. Thôi anh đừng nói gì nữa cho anh kỳ thị tôi. Kỳ thị gì đó, nói em hâu dữ lắm, đi tắm đi. Cũng bỏ tụi anh đi theo con khác, anh mới nói vậy. Tôi thấy tôi mất hâu, em không có gì hết trơn. Trời ơi, em dở cái. Em dở cái cánh em lên thử coi. Thơm muốn chết. Thơm mấy anh chị, mẹ em dở lên thì nè. Dở lên đi, dỗ dỗ thử coi. Bây giờ anh lại đây không? Anh không lại là đừng có ở với nhau nữa nha. Sao? Một. Hai. Hai gửi. Ôi em ơi. Cho anh đi em ơi. Sao chín chín? Ôi rồi cho anh đi. Nghe không? Sao chín chín rồi đó. Làm gì vậy? Kỳ thị phải không? Kỳ thị tôi, đừng ở tôi nữa nha. Trên đầu có cọng tóc bạc. Ôi mệt, em mệt sức bên đây em ngồi mà cái đi. Thôi biết anh vô duyên quá nha, là không anh vô duyên quá. À. Anh nói vô duyên là nói thiệt. Ở nhà anh thử thì được, em ra đường á, đi mua đồ đạc này kia, em đứng gần người ta cự em chết luôn á. Mà tôi bị cái gì đâu, tôi đâu có ho gì đâu. Nè. Thôi bị chết. Nè. Mày gì đâu? Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Tập nấu luôn rồi. Ngồi dậy. Tôi mời dậy coi. Tập nấu rồi em ơi. Em làm gì anh đâu? Em làm gì anh đâu? Lại quýnh hoài chạy. Mà em làm gì anh đâu? Làm giọng anh gì anh kỳ thị tôi phải không? Mình đừng ở nữa nha. Tại nãy giờ tôi nói quýnh hoài mà cứ như hoài luôn á. Hoài gì kìa, cái đầu có tóc bạc. Trời ơi. Rồi đi ra đi. Giờ muốn nghe thiệt cái gì? À, từ từ. Muốn gì? Em muốn nghe thiệt, em tôi nói cho nghe luôn cái gì? Chứ anh nãy giờ anh chê tôi cái gì? Người ta nãy giờ tôi nói em hơi nách đó, em không biết cái gì, cứ mệt quá trời mệt luôn á. Sống ở đời, đừng có mất dạy nha con. Ôi trời. Đi vô tắm đi, người ta đi mua cho ngủ vàng vậy sức nè. Anh mua tay sạch luôn nha. Thôi đó giờ anh không chê. Đó giờ em đâu có hâu dữ vậy, nên quá trời luôn á. Có mặt luôn rồi nè. Anh nhớ anh chê tôi nha. Anh muốn ở với nhỏ khác rồi nè. Có mặt quá em ơi, đi ra đi em ơi. Hỏi thử cái bộ hỏi nhức đầu luôn rồi nè. Anh muốn quen nhỏ khác bỏ tôi rồi. Mới giờ anh chê vậy nè. Ngồi dậy coi. Ừ, ngồi dậy. Có cái mặt nhức đầu quá, ngồi dậy hết ngẩu luôn rồi nè. Ngồi dậy coi. Đi ra đi. Trời, lúc nãy anh chê hẳn tôi luôn đúng không? Đúng không? Nãy giờ anh chê em đi tắm thì là em biết rồi, mà em cứ quằn hoài luôn á. Má, tôi nói tôi không tắm, tôi không có thôi, tôi không tắm. Má, thôi, mình đứng xích xích nhận ra anh chút đi. Thương như ẩu vậy đó trời. Vậy là anh kỳ thị tôi rồi đúng không? Không có kỳ thị, nhưng mà em đi tắm thì anh với em lại gần em. Thôi, tôi cũng chẳng biết. Anh kỳ thị tôi thì từ đây về sau đừng sống với nhau, không có cỡ nhau nữa. Trời ơi, hỏi xuống đây đi rồi anh đi anh ẵm cho đi tắm nè chị hai. Dạ anh làm vậy? Hả? Làm vậy? Ừ. Kỳ thị không? Kỳ thị không? Kỳ thị nè, kỳ thị nè, kỳ thị nè. Kỳ thị nè, kỳ thị nè, kỳ thị nè, kỳ thị nè. Công nhận mấy cộng hành đó mọi người, hiệu quả ghê luôn mọi người. Chết vô đất đó. Nó nghe mùi hành thiệt cho mọi người. Bị ói luôn rồi mọi người ơi. Để em kêu ra em sẽ nhét vô cái nách em một cái nữa cho mọi người. Trời ơi. Anh ơi. Nghe nè. Anh hết rồi nè. Làm gì đi vô chổng hoài trời. Ghiết làm gì vợ chồng mà vậy đó. Vì em thua em chết gì. Thôi vậy. Có phải thua một chút xíu nào hết trơn á. Không mình anh á. Nói vậy có ai nói tôi hứa gì không? Cái mùi nó kéo cái gì vậy? Nhưng mà anh thấy từ đó vậy có ai nói tôi hứa gì không? Không có thúi, mà bữa nay thúi thiệt.
Bữa nay làm gì thúi? Còn nói vậy không có. Cái mùi y như cái mùi mắm tôm vậy đó. Nó thẳng 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 vậy đó. Ơi trời. Tôi nói thiệt. Tự nhiên gỡ lên đi thử thôi. Tôi nói thấy tôi có ho cái mùi gì đâu. Chê nè. Quay gì vậy? Quay lúc anh nói nè. Ối quay làm gì? Làm gì vậy? Quay ghê vậy? Hả? Ai làm gì anh? À, cái mùi thú quắc vậy đó mà nói không biết nghe, cãi hoài. Dạ tôi không hết tắm nè, tôi hết để 5 ngày nữa. Đi ra chỗ khác còn nghe thoáng một cái vậy đó. Đây là tôi là thiền không muốn nha. Nói vậy anh thiền hả? Thì tôi để hết để cái mùi này 5 ngày nữa tôi không tắm luôn đó rồi sao? 5 ngày đó hả? 5 ngày nay em ngủ một mình, em luôn đi, tôi không ngủ chung với em nữa. Anh làm gì vậy? Anh nói anh yêu thương tôi đã, cái giờ anh có chút xíu vậy, cái anh làm gì ghê vậy? Yêu thương nhưng mình không có quen ngửi cái mùi này. Mấy bữa em đâu có nặng. Rồi giờ sao? Giờ tôi để cái mùi này suốt đời đó rồi sao? Sao anh yêu thương em lâu được nữa trời, em nghĩ sao vậy trời? Rồi giờ nếu mà tôi để cái mùi này suốt đời rồi có ở nhau nữa không? Ở nhưng mà anh phải đi trị cho em mới được. Nhưng mà giờ không hết trị luôn. Để ngồi lên mà anh coi cái gì bị hồi nách sức gì cho hết, anh đặt trên môi cho em nè. Nhưng mà giờ không hết trị nữa, để hết để vậy đó, sống suốt đời vậy đó. Được thì được, không được thì thôi. Chịu thôi. Chứ nghĩ sao á, người ta thương người ta đi đặt đồi cho sức mà nói chuyện nghe thấy ghét gì vậy? Thấy ghét gì? Anh kỳ thị tôi mà thấy ghét. Đúng không? Đi ra luôn đi, quay hoài, tắt đi. Nhưng mà anh có kỳ thị em không? Sao mệt quá, hỏi nhây quá. Nhưng mà sau đó giờ anh nghĩ làm sao em, mà đó giờ tôi không có, mà giờ này giờ tôi có, anh tin là thiệt vậy hả? Hả? Biết đâu được, nhiều khi chứ không có giờ có thì sao? Ủa mới có hôm qua không có, bữa nay có cái tin luôn. Em cũng xin kết thúc clip tại đây luôn nha mọi người. Thì nãy giờ em chét hành vô trong hai nách em á, cái tưởng đâu là kệ đứng nhìn nha mọi người. Cái nó tưởng đâu là em bị hôi nách thiệt. Ủa đó giờ không có, làm gì bữa nay có, mình cũng tin. Hả? Sao nó biết suy nghĩ vậy vậy? Dạ tôi người hành thiệt, nói sao tôi nghe vậy chứ sao tôi biết. Đó mọi người, em chế hai hành nè, vô hai cái nách em thôi nha, chứ không phải là hôi nách thiệt đâu nha. Mà nó tưởng đâu bữa nay, tự nhiên hổng dạ không hôi, bữa nay hơi thiệt, cái làm giọng nó vậy đó. Bởi vậy hả, vợ mà có hơi có gì chút xíu, bắt đầu cái thằng chồng thay đổi liền. Thay đổi sao? Nhức đầu luôn nè, thử hồi nhức đầu luôn nè. Thôi cũng xin kết thúc clip tại đây luôn nha mọi người. Thì mọi người thấy cái video này hay và vui thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, cùng một chia sẻ nha. Thì mọi người thích xem những cái video mà săn bắt ẩm thực á, thì mọi người qua kênh Tướng Lê Vlog của vợ chồng em á, mọi người đăng ký với like, comment ủng hộ hay chồng em cho cái video nó mau được đề xuất nha mọi người, cho nhiều người biết tới nha mọi người. Giờ cảm ơn mọi người, bye bye.